Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày trên S-Channel. Và trong ngày hôm nay mùng 8 tháng 11 sẽ có những tin tức gì nổi bật thì chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp lại ngay bây giờ nhé. Sau hàng loạt những tin đồn trong thời gian gần đây thì vào ngày hôm nay mùng 8 tháng 11, YG đã chính thức lên tiếng xác nhận rằng đã chính thức chấm dứt hợp đồng độc quyền với CL. Và điều này thì có nghĩa là CL sẽ chính thức chia tay YG sau 13 năm gắn bó. YG đã đưa ra lời thông báo nguyên văn như sau: "Chúng tôi đã đi đến thỏa thuận với CL để chấm dứt hợp đồng độc quyền của cô ấy nhằm tôn trọng mong muốn của cả hai bên, và chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người hâm mộ, những người đã yêu mến CL trong suốt quá trình hoạt động của cô ấy với tư cách là một nghệ sĩ của YG. Sau khi ra mắt với tư cách là thành viên của 2NE1 vào năm 2009, CL đã vô cùng thành công với tư cách là một leader, là một rapper và đồng thời cũng là người dẫn đầu xu hướng trong các lĩnh vực âm nhạc và thời trang vân vân. Cô cũng đã để lại rất nhiều những dấu ấn đáng tự hào khi mà trở thành nữ nghệ sĩ solo đầu tiên tại Hàn Quốc bước vào bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard vào tháng 10 năm 2016. Chúng tôi mong là các bạn sẽ dành nhiều sự quan tâm và cổ vũ cho các hoạt động mới của CL. YG sẽ ủng hộ cô ấy với niềm tin và tình cảm sẽ không thay đổi. Xin cảm ơn." Thông tin này thì chắc hẳn là sẽ rất buồn đối với những người hâm mộ sau khi mà YG đã dính hàng loạt những bê bối trong thời gian vừa qua. Vào sáng ngày hôm nay mùng 8 tháng 11 năm 2019 thì hôn lễ của ông Cao Thắng và Đông Nhi đã được diễn ra tại nhà trai, và từ sau ngày hôm nay thì đây sẽ là một trang mới để mở ra cho cuộc tình đầy hạnh phúc của cặp đôi này. Để đón được cô dâu thì chú rể ông Cao Thắng và dàn phù rể là Song Luân, Anh Tú, Unify đã phải vượt qua thử thách là ăn chanh siêu chua do phía phù dâu là Libby, Khổng Tú Quỳnh, Lan Nhi đưa ra. Và sau đó thì đôi tân lang và tân nương đã trao nhau một nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của hàng trăm người hâm mộ và công chúng. Sau khi làm lễ xin dâu trước gia tiên thì Đông Nhi và ông Cao Thắng đã xuất hiện trước quan khách và người hâm mộ. Dù là rất bận rộn với các thủ tục và lịch trình đón dâu nhưng cặp đôi nghệ sĩ vẫn dành thời gian để chia vui và chụp hình với các fan của mình. Ngay sau đó thì cặp đôi này đã di chuyển ra sân bay để lên đường đi Phú Quốc. Đám cưới thế kỷ của họ sẽ được diễn ra vào ngày mai, tức là ngày 9 tháng 11, với sự tham gia của rất nhiều những ngôi sao trong làng giải trí Việt. Cuối năm 2019 có vẻ như là thời điểm mà sẽ nổ ra rất nhiều những sự kiện mà được hàng triệu người mong đợi. Ví dụ như là đám cưới của ông Cao Thắng và Đông Nhi này, hay mới đây nhất là đám cưới của Semesis và Hot Girl Thu Trang. Vào sáng ngày hôm nay mùng 8 tháng 11 thì lễ ăn hỏi của cặp đôi ông Cao Thắng và Đông Nhi đã được tổ chức tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Rất đông người hâm mộ đã đến từ rất sớm để chúc mừng cho cặp đôi này và cũng như là ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Bên cạnh đó thì dân tình cũng đã tan chảy với dàn phù rể xuất hiện trong những bộ trang phục xám lịch lãm và không kém phần trẻ trung. Dàn phù rể thì có sự tham gia của diễn viên Song Luân và các thành viên của nhóm Unify. Trong khi mà dân tình đang nô nức chung vui về đám cưới thế kỷ này thì Virus đã đăng tải một bức hình selfie cùng với các streamer khác với dòng caption là "Bê chắp hip hop pop R&B cho hiếu Semesis". Trong bức ảnh là dàn phù rể của streamer Semesis bao gồm các bạn bè của anh và các thành viên trong nhóm tứ hoàng streamer là Độ Missy, Virus, Piu Piu và Semesis. Ai cũng cười tươi hết cỡ, và sau khi đăng tải chỉ khoảng 1 giờ thì bức ảnh này đã nhận về hơn 12.000 lượt bày tỏ cảm xúc. Bên dưới ảnh thì hàng loạt cư dân mạng đã vào để comment khen ngợi các chàng trai trông như là những soái cao trắng vậy. Được biết thì đám ăn hỏi của cặp đôi Semesis và Hot Girl Thu Trang cũng sẽ được tổ chức trong ngày hôm nay mùng 8 tháng 11. Trong suốt nhiều tháng ồn ào vừa qua khi mà Nhật Lê thường xuyên đăng tải những caption đầy tâm trạng, còn Quang Hải thì liên tục dính tin đồn hẹn hò với những hot girl khác, thì mới đây thì 9 người trong cuộc đã xác nhận chuyện chia tay bằng một động thái không thể thuyết phục hơn. Cụ thể thì mới đây trên trang Facebook cá nhân của mình, Nhật Lê đã chuyển tình trạng mối quan hệ của mình sang single là độc thân. Bên cạnh đó thì cả hai đã đồng loạt xóa bỏ tên phụ liên quan đến người kia trên Facebook của mình, đồng thời thì đã ngưng mọi tương tác trên mạng xã hội. Bằng động thái này thì các fan đã hiểu rằng giờ đây Nhật Lê chẳng còn hẹn hò mà đã quay trở lại với cuộc sống độc thân của mình rồi. Ngoài ra thì thời gian gần đây cô nàng cũng đã không còn update những dòng status trầm ngâm và thay vào đó là các hình ảnh đi phượt một mình cũng như là các video khoe màn trình diễn ca hát vũ đạo của bản thân. Dường như là hậu chia tay thì Nhật Lê đã tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống rồi. Vừa rồi là những tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay mùng 8 tháng 11. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon nhé.